Thưa quý khán giả và các đồng chí, chúng ta đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Thế nhưng, lợi dụng những vấn đề liên quan đến quốc phòng an ninh của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang giáo diết thực hiện tuyên truyền, xuyên tạc để chống phá. Mục đích của chúng là gì? Thủ đoạn của chúng ra sao? Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật hôm nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một clip sau. Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Nhiều cuộc gặp mặt, meeting, hội thảo đã được tổ chức. Nhiều cuộc thăm hỏi, tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Dạ hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự, liên hoan văn nghệ diễn ra sôi nổi. Các hoạt động đều hướng trọng tâm vào đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng qua các chương trình, dự án, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, củng cố khối đoàn kết toàn dân, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Thế nhưng, đâu đó trên không gian mạng và một số đài báo ở nước ngoài bằng tiếng Việt, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội về chính trị lại đưa ra những thông tin với luận điệu xuyên tạc nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động của xã hội, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang với mưu đồ đen tối là làm cho lực lượng vũ trang xa rời mục tiêu, lý tưởng, mất phương hướng chính trị, không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, làm suy yếu nền quốc phòng toàn dân. Về âm mưu của chúng trong cái lĩnh vực này là trước hết là chúng đòi phủ nhận cái sự lãnh đạo của Đảng đối với nền quốc phòng toàn dân và tìm mọi cách là phi chính trị hóa quân đội. Bởi vì chúng ta biết xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và trong đó lực lượng quân đội nhân dân là nòng cốt, và chúng tìm cách phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, mà trong đó quân đội và công an là lực lượng chúng tìm cách tiến hành chống phá điên cuồng để từ đó làm mất cái vai trò là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước khi những tình huống đất nước xảy ra. Nội dung thông tin và luận điệu xuyên tạc trên lĩnh vực quốc phòng hiện nay rất đa dạng, với nhiều biểu hiện tinh vi, nguy hiểm nhưng không khó nhận diện. Chủ yếu vẫn là đòi phi chính trị hóa quân đội, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và sự nghiệp quốc phòng, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng về công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân, và chia sẻ mối quan hệ đoàn kết quân dân. Cái thủ đoạn này trên các lĩnh vực thì đều đang có những dấu hiệu rất tinh vi và ngày càng phức tạp, và nó có những cái cách thức làm tác động, mà một trong những cái tác động đó tức là nó tấn công vào một bộ phận những người dao động, những người thoái hóa biến chất, và từ đấy làm như là làm ảnh hưởng đến cái sức mạnh của trong nội bộ, mà quân đội chúng ta cũng phải đề phòng. Những thông tin và luận điệu xuyên tạc liên quan đến lĩnh vực quốc phòng an ninh mà các thế lực thù địch tung ra hoàn toàn là những thông tin vu khống, bịa đặt, không đúng sự thật về tình hình quốc phòng an ninh của đất nước. Đó là những thông tin không có căn cứ khoa học, hoặc là những thông tin, sự kiện đã và đang diễn ra nhưng bị chúng cắt xén, suy diễn bằng những lập luận xảo trá, thổi phồng, bóp méo nhằm xuyên tạc bản chất, hướng người nghe, người đọc đến những suy diễn tiêu cực, kích động nhằm lung lạc niềm tin của nhân dân vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về sự nghiệp quân sự, quốc phòng và lực lượng vũ trang. Vì vậy, chúng ta cần phải nhận diện và đề cao cảnh giác. Cái đối tượng chống phá cái việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân chúng ta rất là đa dạng. Đó là những cái thế lực thù địch, những cái đối tượng lưu vong, những cái đối tượng mà có thù oán với cả cách mạng, những cái đối tượng mà có cơ hội về chính trị, những đối tượng mà bị lôi kéo, những đối tượng có cái nhu cầu lợi ích về kinh tế, về chính trị mà bị lôi kéo, và những cái người kém hiểu biết bị lôi kéo vào các cái cuộc đấu tranh của các thế lực thù địch đó. Mục đích của chúng là làm xấu hình ảnh của quân đội trước nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, nhằm tạo ra sự nghi ngờ, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào đường lối lãnh đạo, cách thức giải quyết các vấn đề liên quan đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng và nhà nước ta.
cái việc chống phá của chúng rất điên cuồng, và cái cách làm của chúng thì hiện nay là cũng có những một số nét mới. Chúng ta biết là hiện nay cái việc phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt mạng internet và các mạng xã hội phát triển như vũ bão, và đây là một trong những tiến bộ của xã hội loài người. Tuy nhiên, dưới những bàn tay của các thế lực thù địch thì đây là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chúng, để chúng làm công cụ tuyên truyền thông tin sai lệch, lệch lạc về cái vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân, để từ đó lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin hoặc là cơ hội chính trị để theo đuôi rồi là phá hoại cái nền quốc phòng toàn dân mà chúng ta đang xây dựng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, quốc phòng là lĩnh vực đặc thù có liên quan trực tiếp đến sự an nguy của quốc gia, dân tộc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan và tác động tới mọi mặt, mọi lực lượng của đời sống xã hội. Vì vậy, để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị, cần đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, về xây dựng quân đội nhân dân anh hùng. Mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một phóng sự tiếp theo. Việt Nam là quốc gia thống nhất, gồm 54 dân tộc anh em, giàu tài nguyên khoáng sản, có tầm quan trọng đặc biệt về địa chính trị ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam là cầu nối trên đất liền giữa phần lớn nhất của lục địa Á-Âu với khu vực Đông Nam Á. Việt Nam là quốc gia ven Biển Đông, với bờ biển dài hơn 3.000 km và vùng lãnh hải hàng triệu km vuông cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, có nguồn thủy sản phong phú và đa dạng. Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam đã để lại một chân lý, một quy luật, một truyền thống là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân đã trở thành nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Chúng ta đánh thắng quân Nguyên là một trong những cái lý do hay nguyên nhân của nó là hội nghị Diên Hồng. Mà cái hội nghị Diên Hồng đó là đã phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân cùng quyết tâm chiến đấu. Cho nên cái mà ngày hội quốc phòng toàn dân là sáng kiến của 30 năm nay, nhưng thực chất nó bắt nguồn sâu xa trong lịch sử của dân tộc ta trong nghìn năm lịch sử. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, nghĩa là nhân dân phải là chủ thể của nền quốc phòng. Mọi người dân đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng vững mạnh toàn diện. Tính chất toàn dân, toàn diện trong xây dựng nền quốc phòng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quốc phòng thì nó không đồng nghĩa với quân sự và chiến tranh, mặc dù các quan niệm này thì nó có cái liên quan với nhau. Nó được thực hiện trong thời bình nhằm mục đích tự vệ, phòng thủ đất nước và sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù khi chiến tranh xảy ra. Cái chiến lược quốc phòng tối ưu là chiến lược mà giữ nước, không phải tiến hành chiến tranh. Cho nên cái tư duy mới của Đảng ta là phải có kế sách ngăn chặn, ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân đã không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả, tạo nên thế và lực có lợi cho cách mạng Việt Nam. Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự tin yêu, đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân. Nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh vô tận để quân đội luôn luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Thể theo nguyện vọng của nhân dân, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ra chỉ thị số 381 lấy ngày 22 tháng 12 hàng năm, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là ngày hội quốc phòng toàn dân. Đây có thể khẳng định là một chủ trương đúng đắn của Đảng, tạo nên một nét đặc sắc trong văn hóa giữ nước của thời đại Hồ Chí Minh. Qua thực tế 30 năm thực hiện, thì ngày hội quốc phòng toàn dân đã thực sự trở thành ngày hội của đất nước và của toàn xã hội. Nó góp phần vào tuyên truyền sâu rộng cái truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, tôn vinh những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nó góp phần vào đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá nhà nước, chống phá quân đội và lợi dụng những vấn đề dân tộc,
những vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị của đất nước. Từ đó đến nay, ngày 22 tháng 12 hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Đó thực sự là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân nó gồm 4 nội dung cơ bản. Đó là xây dựng lực lượng quốc phòng, xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng và quản lý lãnh đạo nhà nước về quốc phòng. Trong các nội dung trên thì vấn đề cốt lõi nhất là xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân ở đây là được tiến hành từ trung ương đến cơ sở nhằm tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, tạo nên phân phê dậu vững chắc để trong thời bình thì phát triển đất nước, xây dựng các tiềm lực, và trong thời chiến thì là huy động sức mạnh của toàn dân để đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược. Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn kiên trì và cụ thể hóa phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn xã hội. Sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh tổng hợp, trong đó quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân phải đồng bộ, nhiều lực lượng, nhiều lĩnh vực, cả về tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự, đặc biệt là tiềm lực chính trị tinh thần. Và làm sao để mà tránh cho được chiến tranh, tránh được xung đột, để nhân dân là con em của nhân dân là không phải tiếp tục đổ máu, tiếp tục hy sinh. Vẫn như vậy, mình phải xây dựng quốc phòng toàn dân, về xây dựng cái chiến tranh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân, nhưng mà xây dựng tiềm lực quốc phòng mà phải gắn với an ninh thật là vững chắc. Thì có như vậy mình mới đủ sức để mà bảo vệ các cái thành quả cách mạng như là độc lập chủ quyền của đất nước. Thực hiện kế sách giữ nước từ sớm từ xa, những năm gần đây, đối ngoại quốc phòng không ngừng được mở rộng, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, theo tinh thần Việt Nam là bạn với tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Quốc phòng luôn gắn bó chặt chẽ với an ninh và đối ngoại. Quốc phòng không chỉ nhằm đối phó với chiến tranh, mà điều quan trọng là phải ngăn chặn và đẩy lùi chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để phát triển đất nước. Chính sách của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Chúng ta mong muốn hòa bình. Chúng ta chủ trương giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Và nếu một khi đất nước chúng ta có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì chúng ta cũng phải cầm súng vì hòa bình. Đấy. Thứ hai là tự vệ. Chúng ta chỉ sử dụng quốc phòng trong tình huống tự vệ khi mà đất nước bị xâm hại. Trước hết đó là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, độc lập tự chủ của đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định của chế độ. Thì đây là những cái điều kiện bắt buộc chúng ta phải bảo vệ tổ quốc và chúng ta phải tự vệ, thì chúng ta sẽ sử dụng đến sức mạnh quân sự và quốc phòng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, nhận diện, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên lĩnh vực quốc phòng an ninh là cuộc chiến lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân có vai trò rất quan trọng. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của lực lượng này làm nòng cốt cho toàn dân là nhân tố trực tiếp trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin dừng lại tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả và các đồng chí truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.